Dạ mẹ, hôm nay mẹ cho con về nhà mẹ ruột của con ăn mừng nút bạc nha mẹ. Về làm dâu á mà hỡn chút là xin về, hỡn chút là xin về nhà mẹ đẻ. Ba cái nút bạc đó trên mạng bán đầy đó đà, có gì đâu mà ăn mừng. Tôi á thì cũng muốn cho mợ về chứ không phải tôi khó. Muối với đường nè, trộn lại đó, tách ra đi, muốn về đâu thì về. Dạ mợ Tư, tiền mua đường với muối với dương miệng còn dư nè mợ Tư. Tao cho hai đứa bay luôn đó. Yeah, mợ Tư. Mua hai bịch mới đổ vô, chứ ông nội mình cũng tách không được nữa.